Vâng, chào các bác nhé. Đây là lên cho bác xem chiếc Isuzu TA 370 nhé. Chiếc này sẽ bãi mới về nha các bác. Đây em sẽ quay chi tiết một vòng cho bác xem. Cái này 4 quả lốp này mới hết luôn nhé. 370 sẽ bãi. Lốp trước đang nghỉ lốp 818 nhé. 88 mà 88 nhé. Lốp sau là 13626. Một lốp. Bảo anh có lắp không với tí. 13626 nha. Xe vừa xịt rửa ra, còn hơi ướt xíu. Vừa xịt rửa cái lốp do để mưa nó bắn bẩn lên. Tháo chưa ạ? Tí cắt cái thôi, đi vào tí chỉ cho cắt cái đuôi đằng sau ra tí. Cái đuôi mà lúc nãy anh bảo ấy, tháo cái để trong hòa nó mài cắt cái đây. 310 máy cho em làm máy cho em lên cho nó nhá. Chiếc này số cơ Benker nhá, có anh nói lại là chiếc này cơ. Báo hết nha. Em mới xịt rửa nước đằng mà mới ướt nhìn. Xịt sơ sơ cái lốp rồi nó bắn lên xe thôi chứ không phải là em xịt cả xe. Đây này, để mưa nó bắn như này. Đấy lại xịt sơ sơ không xịt sạch rồi. Đây là nó nhìn nó bây giờ. Là 70 nhá. Chiếc này zin toàn bộ luôn, bao zin cho các bác hết luôn nhá. Super Banker. Trong này nó có sưởi tự động này. Đây này, nó có con sưởi tự động đây này. Đó. Đây các bác chỉ cần bật khóa này, thấy không? Nó sáng này. Khi nào tắt khóa nó, khi nào nó tắt là mình nhấn cái lên. Đường test luôn, chạy cho sướng. Để mưa gió lóc nó trên nóc nó dơ. Xa quá. Phải đợi xe quay lại nữa rồi. Em đang còn mấy chiếc nữa nhé. Các bác nào có nhu cầu về nhé. Đây chiếc này một chiếc này. Đầu kia là mấy chiếc này. Đang làm
đây, xe đang chạy vào đây đó, mướt mượt luôn, vip vip, không khói nhá. Em luôn tua 30-30 nha các bác, bao chạy cho các bác luôn. Đèn phanh có luôn kìa, đạp phanh là đèn phanh sáng luôn, nhưng mà đang bị mất một đêm đèn phanh rồi. Để ba một số nhanh luôn, chạy mướt bíp bíp. Bác nào có nhu cầu thì có alo cho em nhé. Mướt nha, em ru luôn đấy. Mẹ bảo bố đổi đi ơi, mướt rồi nha các bác. Chạy thêm ru 4 quả lốp mới 138 triệu đồng không nha các bác. Các bác có nhu cầu tí ơi, để trên đây luôn tí ơi, để vào trong đây cho gọn luôn. Chạy đây đâu, để bên cạnh con Simura cho nó gọn luôn. Chạy vào trong đây để đỡ mưa gió, bữa nào xếp lại dưới kia chỉnh xong.